Hôm nay ta tiếp tục học về SQL. Các em còn nhớ cái database này trước để đâu không? Mà cái nào các em nhỉ? Giả sử mình quên đi. Cái file protein này. Tìm được cái gì nhỉ? Rồi các em tìm cái đường dẫn không? Copy thử cái file MDF xem. Copy cả cái file này. Đây anh đang để ở E, đang lấy sinh này. Đấy, bây giờ các em vào đúng cái đường dẫn, copy thử hai file đấy xem được không? Copy to paste. Như là mình copy gửi cho bạn bè ấy. Nên là mình làm xong cơ sở thì gửi cho người khác chẳng hạn. Đây, E này. Các em thử xem có được không? Đấy, dụ như copy file này, này nhá. Copy vứt sang chỗ khác, thử nhá. Copy này. Paste rồi. Đấy, dụ paste thử đây nhá. Cái nào copy được không? Được. Cái em không được à? Tắt rồi. Em tắt đi cho. Đây này, ví dụ bình thường mà con sẽ bị thế này. Nó sẽ báo là file đang cần sử dụng. Các em thử cho. Em paste ra. Bởi vì cái file đang sử dụng nó không cho con đâu, mà dù con không ảnh hưởng gì. Em có mở file đấy đâu. Đấy. Tắt đi vẫn bị này. Paste được không? Paste được. Paste được. Em quẹo bao nhiêu? Quẹo 28. Được. Các em khác không được? Em có được. Tắt cũng không có được. Đấy, bình thường trường hợp thế này thông thường nó sẽ không cho con đâu. Để cho con được chúng ta phải tắt cái này đi. Nên chúng ta sẽ học về cái đó là stop đi task service. Cái này dùng khi mà chúng ta phải stop đi với con của cái dạng này. Đấy. Để tắt đi cái này có hai chỗ có thể vào được. Một là chúng ta đang mở trên cái SQL Manager này. Đấy, các em vào cái chỗ này. Đấy. Để tắt đi chúng ta kích chuột phải vào cả cái server. Đấy, các em nhìn này. Kích chuột phải nó có stop này, start này, rồi là pound, detach này. Đấy là toàn bộ cái server của mình. Đây là một cách thứ nhất. Còn cái thứ hai nó có đầy đủ hơn là chúng ta vào cái phần program này. Các em dùng Win 7, Win 8 hết nhỉ? Win 8 thì... Win 8 thì không có cái này. 81 thì có. Các em vào mở ra chứ. Vào cái SQL. Đấy nhé. Đó thế nhỉ. Cái anh ghét của mình về chỗ đó. Đây. Dụ cái này 2008-2005 này. Là anh 2008 mở ra. Cái mở ra nó có cái phần configuration tool ấy. Vào cái thư mục SQL các em thấy cái này chưa? Cái đấy là cái gì nhỉ? Đây các em vào cái chỗ này. SQL Server Console Manager ấy. Đây này. Vào để tắt cái service của nó. Có cái phần đỏ đỏ này, các em vào thử đi. Vào cái SQL Configuration Tool ấy, em vào lại nhá. Thấy chưa? Configuration Manager. Đấy, Configuration Tool này. Các em thấy cái này chưa? Các em thấy chưa? Nó có cái phần bên này, nếu của các em nó không bị lỗi là cái phần bên này có cái SQL express chẳng hạn gì đấy, chúng ta kích chuột phải nó có stop ở time trên này. Có anh đang bị lỗi nên không tìm cái này. Để anh nhặt. Ở phần này nó em vào cái phần SQL server service này. Vào đấy chưa? Thấy cái này chưa? Các em khác thấy chưa? Khi còn trên đỉnh này ở bên bên nó sẽ có. Có anh đang bị lỗi nó không thể tìm cái gì. Còn các em sẽ có ở có cái phần lăn lên nó đang chạy ấy, có express ấy. Đấy, khi chuột phải nó có stop start. Stop được. Máy của em lạ nhỉ, mình chơi không có được đâu. Tắt cái nào anh? Đấy, ví dụ bây giờ mình muốn không cho nó chạy nữa thì kích vào cái đang chạy ấy, cái server ấy. Cái màu xanh này. Đây này, cái tên của mình kết nối, cái nút kết nối nó để ý này. Đây là local nó có thường thường express chẳng hạn gì đấy. Express hay gì đấy. Các em thấy những cái loại gì?
nhân lên cái này bị lỗi nhỉ? Express này, cái này đang ăn lên nhỉ? Kích chuột phải và đấy nó sẽ có stop, start, vita đấy. Để cóp được các em tắt đi. Có em không vào đấy thì tắt bên này. Đấy để cóp được nhé, chúng ta phải tắt nó đi. Có thể tắt bên này được. Đấy. Ở không, cái mình đang dùng thôi. Cái express đi. Có express, nó thường thường là express. Lúc được, lúc không được. Hả? Lúc không được, lúc không được. Điều dọn server cứ phải đấy, mình phải public mới được. Em muốn cho server ra đúng thì phải public IP. Ví dụ bây giờ là muốn copy tắt cái server đi này. Có thể tắt ngay tại FQL cũng được, khỏi vào kia. Nhưng có lúc dùng mình tắt rồi thì mở lại không được. Mở cái này không được, phải nỡ thật động lại. Đấy, khi mà stop chúng ta có thể nào copy file được thoải mái. Copy paste được. Đấy, lần trước nó sẽ bán lỗi. Các em bắt xong chưa? Nhớ khi chúng ta stop đi phải lúc mà phải start cho nó chạy, nếu không là chương trình của mình sau dùng cơ sở điện nó chết đấy. Rồi tốt, chúng ta phải start lại cho nó. Okay. Em gửi được chưa? Em gửi được. Có máy còn năng không? Phương thì vẫn copy được nhỉ? Nhưng mà giờ nó không copy được. Dạ. Bình thường anh chưa copy thành công lần nào kể đến nguyên rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta giả sử bây giờ được có một người hoặc là trên mạng, hoặc là có lúc mà mình cài lại máy có file MDF ấy, làm thế nào để dùng lại cái file này? Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Bây giờ các em để một cái chỗ là lấy nhanh một chút. Ví dụ để trong ổ C. Đấy, trường hợp mà chúng ta dụ bây giờ cài được Win thì cơ sở liệu mình phải khôi phục cái này ấy. Thì làm thế nào chúng ta lại dùng được cái file này. Ví dụ bây giờ để trong ổ C nhá. Trong DB ổ C. Đấy. Các em để đâu nó dễ nhìn một chút. Để dùng lại các file MDF thì chúng ta sẽ có một cách đó gọi là attach DB. Đấy. Bây giờ các em lại vào SQL Manager. Cái nào cũng có hết cái này mà. Để attach chúng ta sẽ kích chuột phải này. Lần trước chúng ta sẽ có các nhiệm vụ để sang new. Bây giờ attach chúng ta kích cả vào cái phần database. Sao các em thấy cái phần dòng thứ hai có chữ attach? Các em thấy cái này chưa? Khi vào attach thì nó hiện ra một cái form khác. Đấy, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái nút F này. Khi kích nút F chúng ta phải chọn đến cái file MDF và NDF mà chúng ta để. Vừa xong để đâu các em nhớ chọn vào đường dẫn đây. Đây. Vừa xong để trong C này, DB nhưng mà đúng rồi là MF6 này. Chỉ cần một file MDF chạy ra là được. Ấn OK. Được chưa các em? Vào A là anh. Ừ. Tìm cái file MDF này. Cái mà copy ra. Cái mình copy ra. Ấn OK này. Dạ. Cái cũ được. OK, cắn OK là được. Cái chỗ này sẽ báo lỗi vì là mình có một cái trùng tên rồi. Đây nó sao không báo link này. Đây, đây còn lỗi message này. Khi vừa xem đây này. Đây này. Còn nó attach này, ở database, with the same name này. Nếu có cái cùng tên rồi, mình đổi cái cũ đi. Đây. Để làm lại nhé. Cái MF6 có rồi đổi sang cái khác. Hạ đổi khác đi. Đổi tên cơ sở liệu cũ đi. Đây trường hợp chẳng qua là trước mình làm rồi, bây giờ thử anh xóa đi nhá, xóa nhanh này. Bây giờ cài này mấy thì mình chẳng còn cái cơ sở liệu nào, anh không phải lo cái này. Kernel connection này. Đây xóa cơ sở liệu đi, không dùng nữa. Còn là trùng tên hết rồi nhá. Đây làm lại này, khi được phải ăn tay. Em đâu rồi? MF6. OK. Đấy nó ra này, bình thường này, nó không dưới. Các em thử này nhé. Và các em biết tác dụng của attach DB là gì chưa? Anh nói lại nhé, cái mục đích của cái này là khi mà chúng ta có hai file, một file MDF, một file NDF,
mà chúng ta lưu trữ mấy chân là để sao lưu lưu cất đi cho chắc chắn này. Đến lúc mà mình cần cái win hoặc code này máy nó mất cơ sở nó đi, mình sẽ phục hồi lại bằng cách dùng cái file này. Cái Apex nó có một giống như kiểu file backup ấy. Ví dụ mình dùng FPL 2008 mà một người dùng bản nhỏ hơn, dụ 25 thì hạn chế không dùng cái file này. Bản cao hơn hoặc bằng thì dùng được, tức là 2012-2008 dùng được. Chú ý cái đoạn đấy nhá, nếu không bạn bè dùng 2012 gửi cho mình dùng 2008 này không chạy đâu. Lúc đấy dùng cái Exodus với xử lý trường hợp đấy. Ở cái phần stop này nó có cả cái phần khởi động lại server ở bên dưới này. Đấy, cái nhìn có phần T-Tab này. Có trường hợp mà chúng ta cài đặt cấu hình lại cần cái file tab khởi động lại. Cụ thể đó là chúng ta dùng trường hợp là tạo tài khoản thì dùng cái phần khởi động lại. Đấy, kích chuột phải này, chọn vào T-Tab khởi động lại cả cái server ấy, như cả mình dùng chạy này, khởi động nó. Đấy, yes.